Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN NTN. Ok, hôm nay thì tôi sẽ thực hiện một cái clip là thử thách phá nhà đấy. Tức là tôi sẽ phá nhà của tôi, ok, không ở nữa. Đây ở đây thì tôi đã thuê về một chiếc máy cẩu. Cái máy này là chuyên để phá nhà, nhìn rất là to và rất là chất luôn. Ok. Còn đây là nhà của tôi đấy. Tôi sẽ phá nhà. Tức là phá tan tành ngôi nhà ra luôn, không ở nữa. Đây cho các bạn xem luôn. Đây là trong nhà tôi nhé. Đây. Đấy. Ok, cho bạn xem hết. Đây, đây đằng sau tan hoang hết rồi. Sau vài cơn bão thì nhà tôi đã tan hoang cửa nhà đấy. Thì hôm nay tôi thực hiện clip này tức là thử thách phá nhà, ok. Thuê máy cẩu về để phá nhà, phá hết nhà đi và xây nhà mới. Trước khi mà phá nhà tôi muốn quay lại một tí, bởi vì tôi muốn lưu lại một cái kỷ niệm mà rất là nhiều clip mà tôi đã quay đây này. Không linh tinh nữa, bây giờ sẽ ra ngoài trước. Đấy nha. Đây, đây là cái nhà vệ sinh huyền thoại đây nha các bạn. Đấy, nhà vệ sinh huyền thoại, ok. Ở trong đây hiện tại không có đèn đóm gì cả. Cái nhà vệ sinh này là một nhà vệ sinh mà dùng để quay rất là nhiều clip, triệu view, hàng chục triệu view đấy, ok. Thì là sắp sửa phải phá nó rồi, tí nữa thôi sẽ phá. Đi ra đây thì là bắt gặp cái bể nước mưa. Đây là cái bể nước mưa mà ngày xưa tôi đã dùng để quay một vài clip liên quan đến bể bơi, ok, bể bơi dưới lòng đất. Đây cho bạn xem luôn. Nhưng mà tí nữa phải đập rồi. Đây cái máy bếp huyền thoại và cái căn phòng tôi trên kia. Đây là căn phòng huyền thoại của NTN NTN. Nhưng mà hiện tại thì là máy tính tôi đã chuyển hết đi rồi và phòng chống trơn. Ở ngoài xa xa kia là cái máy bếp huyền thoại, quay rất nhiều clip luôn. Các bạn thấy không? Đây, đây là cái máy bếp mà để quay rất là nhiều clip, cực kỳ nhiều clip. Thì chỉ còn vài chục phút nữa thôi thì ngôi nhà này sẽ được phá và đấy thì quay cho các bạn biết. Phá nhà đi để xây nhà mới nhé, ok, chứ nhà sập sệ quá rồi, không để ở nữa, đấy. Xây cho bố mẹ bên này, em gái một cái ngôi nhà mà nó tử tế một tí. Đây là máy múc, máy phá nhà, đã chuẩn bị nổ máy rồi. Đấy, nhìn cái múc to chưa? Đấy, phá nhà luôn. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars.
take my hand. And we don't need to do the things we don't wanna do. Ok, sau hơn 10 tháng ròng rã thì bây giờ tôi đã hoàn thành xong ngôi nhà của mình. Đây là ngôi nhà mà do tôi tự tay thiết kế, toàn bộ từ trên xuống dưới, từ A đến Z, tất cả mọi chi tiết là do NTN thiết kế. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem ngôi nhà của NTN nó như thế nào. Đây, cái điểm đầu chính khi mà vào căn nhà của NTN đó chính là cái gara rất là rộng, rất là to luôn, đủ để được 2 con ô tô luôn. Đây, đây là con xe của tôi. Chưa có điều kiện để mà đổi xe mới nhưng mà vẫn đi mệt khổ, rất là khổ. Tiếp theo thì là vẫn là một em phân khối lớn Ducati 959 chứ không phải 1959 nữa rồi. Và tôi đã phải thay tem cho nó. Đấy, sau cái video này có thể rất là nhiều bạn biết xe NTN màu gì. Dán cái quả logo xe này vào nhìn rất là giống xe Yamaha nhưng mà thật ra nó là Ducati. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tiểu cảnh thác nước. Đấy, trước khi mà vào trong cái bếp, đây là tiểu cảnh thác nước. Ở trên đây có một cái thác nước này. Đó, nước sẽ xả từ trên nóc kia xả xuống đây. Và ở đây là có một đàn cá koi, rất là nhiều cá koi. Đó, có khoảng tầm 50 con cá koi. Khi mà đi qua cái cầu kính này thì thật sự là rất là nhiều người vào nhà tôi thì cảm giác rất là sợ, không muốn đi qua đây bởi vì là cái cầu kính này người ta đi có cảm giác như kiểu là sợ nó bị vỡ. Đó, nhưng mà thật ra cái cầu kính này nó rất là dày. Nó dày khoảng tầm 2,5 phân, tức là dày bằng này. Đó, rất là dày luôn. Và bước qua thoải mái luôn. Ok, đây là cái không gian bếp nhà tôi. Đây là không gian bếp mà cũng do NTN thiết kế toàn bộ tất cả mọi thứ. Có bếp, rồi là tủ, rồi là máy hút mùi, rồi ở đây là có một chiếc tủ lạnh rất là to. Đây là chiếc tủ lạnh có dung tích lên đến 500 lít, đựng được rất là nhiều đồ. Đó. Ok. Thoải mái đổ dùng luôn. Nhưng mà đa số là toàn đồ của mẹ tôi mua về thôi, tôi chưa mua được cái gì về để cho trong tủ lạnh cả. Chứ thật ra là nếu mà tôi mua thì chắc để đầy tủ. Nước ngọt rồi, đồ ăn để uống. Rồi, có lẽ là trong cái bếp này không có gì đâu nhưng mà ở cái bếp này có một cái điều rất là đặc biệt. Đó chính là con bông. Con gấu thì thật sự là hôm nay chia sẻ luôn là tôi đã bị mất con gấu. Nếu mà ở Tiền Hải có bạn nào mà nhặt được con gấu của tôi thì các bạn vui lòng liên hệ cho tôi. Hoặc là bạn nào mà nhặt được con Mew nhà tôi thì các bạn liên hệ cho tôi. Tức là khi mà tôi xây ngôi nhà này tôi bị mất 2 con chó và mèo, đó là con Mew và con gấu. Và chỉ còn lại con bông với lại đàn con nó thôi. Đây, đây là không gian riêng của mẹ con bông. Chồng mất rồi chỉ còn lại mẹ với lại một đàn con. Đấy, mấy đứa con nó gì đây à? Nằm mất dậy chưa? Đây, con này nhìn nằm rất mất dậy. Chết rồi, một con nữa rồi, có 4 con mà. Đây, 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 đây. Đây là đàn con sau khi bông đẻ ra được gần 2 tháng tuổi. Con này nhìn rất là xinh này. Đó. Đây, con này nhìn rất là xinh, xinh nhất đàn. Và hai ra nằm một góc. Kêu gì con? Tạm biệt phòng bếp thì tôi sẽ dẫn các bạn lên phòng khách. Đây, đây là cái view gara nhìn ở trong đây, nhìn ra thì nó rất là to, rất là rộng. Đó, chia sẻ với các bạn qua một tí. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi lên trên phòng khách. Ok, đây là không gian phòng khách do tôi thiết kế. Đấy, tất cả mọi thứ từ tông màu cho đến đèn rồi là bàn ghế đều do tự tay NTN mua về và sắp xếp như thế này. Cảm giác khi mà ngồi ở đây thì tôi cảm thấy mình như một vị vua. Nói chung là khi mà ngồi trên ghế này thì tôi cảm thấy mình giống như một vị vua. Đấy, tôi đang tưởng tượng mình là một vị vua. Người đâu? Người đâu? Đấy, kết thúc cái phòng khách thì bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi lên trên phòng ngủ của NTN. Đây, bây giờ sẽ đi lên trên phòng ngủ của tôi. Nhà của tôi là có 4 tầng và có tổng cộng là 9 phòng, rất là nhiều phòng. Phòng của tôi nằm ở vị trí đắc địa là tầng 3. Đây, giới thiệu các bạn, đây là căn phòng của NTN. Đấy, đây là phòng ngủ của tôi. Tất cả mọi chi tiết từ giường, đèn cho đến đồng hồ, rồi là đèn chùm, rồi tất cả mọi thứ trong đây lại đều do tôi thiết kế. Đấy, vẫn chỉ muốn khoe các bạn như thế thôi. Khi mà vào trong căn phòng tôi, các bạn có thể thấy là có rất là nhiều nút vàng, nút bạc ở đây. Đấy, một sự nghiệp YouTube phải gọi như là rất là kinh khủng của NTN. 4 nút vàng, 4 nút bạc. Tôi vẫn phải giữ lại những cái này. Mặc dù là chúng nó đã bị xước rất là nhiều cũng như là bị cũ rồi nhưng mà vẫn phải giữ lại. Tiếp theo dưới những cái nút vàng nút bạc này muốn giới thiệu cho các bạn là ở đây có rất là nhiều sách.
Dạo này tôi tự nhiên thích đọc sách nên là mua rất là nhiều sách về đọc. Đấy, cũng không có gì chia sẻ cả. Rồi giới thiệu các bạn, đây là cái nhà vệ sinh của tôi. Đây là nhà vệ sinh khép kín. Trong đây thật ra nó không có gì cả. Ngoài cái bồn cầu cũng như là cái lavabo rồi là cái bồn tắm đứng đấy. Không có gì cả. Đấy, vào đây tắm, ok. Thì đây là căn vệ sinh khép kín. Cũng hơi nhỏ một tí. Thật ra tôi thích có bể bơi trong đây hơn nhưng mà không có tôi chịu rồi. Ok, tiếp theo một cái điều rất là đặc biệt trong phòng tôi mà tí nữa tôi quên. Đó chính là chiếc ghế massage. Đấy. Đây là chiếc ghế massage mà tôi mua về đặt luôn trong phòng của mình. Sau một ngày làm việc vất vả thì tôi thường về nhà tắm rửa, sau đó thì là lên chiếc ghế này ngồi và massage. Ấn vào đây, sau đó thì massage. Cảm giác rất là zoom mốt, rất là sướng. Nhưng mà thôi, có lẽ là tôi sẽ phải gác lại cái cơn sung sướng này để giới thiệu cho các bạn tiếp cái phòng làm việc cũng như là cái khu giải trí của tôi. Không phải là mỗi cái ghế này để giải trí đâu. Thật ra nhà tôi thiết kế ra có rất là nhiều những cái chỗ mà giải trí có thể giúp cho mình sảng khoái hơn sau mỗi ngày làm việc vất vả. Bây giờ thì tạm biệt phòng ngủ của NTN, đi đến phòng làm việc của tôi. Đây, nhìn từ dưới lên các bạn thấy là đây là căn phòng làm việc của tôi. Nhưng mà để mà nhìn chi tiết nữa chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong. Giới thiệu các bạn, đây là căn phòng làm việc của tôi. Đó. Đây, bên trong vẫn chả có cái gì ngoài hai dàn máy tính. Mặc dù là có một cái thay đổi, đó chính là chiếc ghế này mới và căn phòng này mới. Còn ngoài ra là chả có cái gì mới cả. Ok. Đó. Trong đây thì nó có cái gì, nó có cái gì, nó có cái này, nó có cái đèn. Ok, một căn phòng mà thiết kế nói chung là có một cái không gian nó rất là sáng sủa, sạch sẽ và thoáng mát để cho mọi người làm việc hiệu quả hơn. Rất ít khi tôi lên trên đây và cũng rất ít khi tôi chơi game. Bởi vì là tuổi cao sức yếu rồi nên là tôi chán game rồi, cai game rồi, bây giờ không chơi game nữa. Thì thỉnh thoảng lên đây ngồi chơi ngắm máy tính thôi. Thật ra thì căn phòng này không có gì cả, bây giờ tôi sẽ review cho các bạn xem một căn phòng nữa. Đây, giới thiệu các bạn, đây là cái nhà vệ sinh của phòng làm việc và một phòng ngủ bé. Thì ở bên trong cũng rất là đầy đủ tiện nghi. Từ lavabo, gương rồi là đến bồn cầu. Trong đây thì có một cái vòi sen, có bát sen. Nói chung là cũng đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Đó. Ở đây thì có một cái bồn tắm kính, vẫn giống cái phòng dưới của tôi. Đóng vào để tắm. Đây, giới thiệu các bạn, đây là phòng ngủ của em gái tôi. Phòng ngủ rất là nhỏ nhắn, dễ thương. Đấy, có một cái giường. Có một cái điều đặc biệt ở trong căn phòng này là tất cả mọi thứ đều trắng hết. Có cái tủ trắng, giường trắng, nhưng mà có một cái điều đặc biệt hơn nữa. Đó chính là chiếc giường này, đây các bạn thấy này. Bình thường cái giường này là người ta phải kê đầu quay vào đít. Nhưng mà đây nó kê đít quay ra đầu. Đấy, tức là giường này nó kê ngược, thế mà nó vẫn kê được, thế mới tài. Tủ thì tủ trắng. Đấy. Rồi, còn đây là cái ban công. View ra trước, buổi chiều thì rất là nắng, nhưng mà buổi sáng rất là mát. Đấy, tôi sẽ dẫn các bạn ra ngoài ban công xem ngoài này có cái gì hay không. Khi mà mở cửa ra đây thì thấy rất là ồn. Giới thiệu các bạn, đây là ban công nhà tôi. Khi mà bước lên trên đấy thì thấy rất là mát, gió thổi rất là sướng luôn. Giới thiệu các bạn, đây là cái khu vui chơi ngoài trời, ban công trên tầng thượng. Lên trên đây thấy rất là mát, không khí rất là trong lành. Ở đây thì tôi đã set up sẵn một cái bàn kính có 4 cái ghế. Chiều chiều lên đây ngồi hóng gió, hóng mát, ngắm trời, ngắm mây. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gà kêu, thấy rất là vui tai. Kèm theo đó thì là ở đây có một cái xích đu. Đấy, cái xích đu này thì là dành cho chị em phụ nữ thích đu quay lên đây đu. Ok, rồi. Nói chung là không có gì cả. Chủ yếu là chỉ có như thế thôi. Ngoài ra thì có 4 cái đèn mà tôi để 4 góc này. Đó, từ đây sang bên kia thì tối nay tôi sẽ bật cho các bạn xem là 4 cái đèn này nó sáng như nào. Thật ra nó sáng như nào các bạn biết rồi. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn lên trên phòng thờ. Rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn lên cái phòng cuối cùng là phòng thờ. Đây, giới thiệu các bạn, đây là phòng cuối cùng, là phòng thờ của ông tôi. Và đây là cái vị trí ban công mà chiều chiều tôi lên trên đây để tập thể dục. Đây là chiếc máy chạy mà tôi mua về để chạy tập thể dục. Đó. Nói chung là muốn có sức khỏe, chống được bệnh tật thì là phải tập thể dục thể thao mỗi ngày. Mặc dù là thời gian gần đây tôi rất là béo nên là bắt buộc phải mua cái máy chạy này về để đi tập thể dục. Còn đây là vị trí ban công. Đây là ban công ở trên tầng 4. Đứng ở trên đây nhìn xuống thì thấy rất là cao. Đây là cái tầng cao nhất. Buổi tối có thể nhìn được ra tí ngoài kia, mặc dù là chả nhìn thấy cái gì cả bởi vì là ngoài kia có cái nhà nó che mất rồi. Nói chung là đây đã là cuối cái video review nhà của NTN.
Hy vọng tất cả các bạn đang xem cái video này hãy để lại một like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Mặc dù là thời gian sắp tới tôi cũng ít làm video, nhưng mà hy vọng tất cả các bạn vẫn yêu quý và ủng hộ TTN. Nói chung là không còn gì chia sẻ cả. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.